Vì sao Mỹ cử tàu vận tải Zuma hướng về Biển Đen? Theo hạm đội 6 của Mỹ, tàu vận tải USNAS Zuma TPS-8 của Hải quân Mỹ đang trên đường hướng đến Biển Đen để tiến hành các hoạt động với các đồng minh và các đối tác trong NATO. Tàu USNAS Zuma TPS-8 đã bắt đầu vượt biển tiến về phía Bắc vào Biển Đen để phối hợp với các đồng minh và đối tác tổ. Trước Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, Hải quân Mỹ thông báo. Trước đó, không có dữ liệu nào về chuyến thăm dự kiến của một tàu chiến Mỹ tới Biển Đen. Việc tàu vận tải hướng đến khu vực Biển Đen đã được cơ quan báo chí thuộc hạm đội 6 của Hải quân Mỹ xác nhận, hiện vẫn chưa rõ tàu vận tải Zuma của Mỹ hướng đến Biển Đen với mục đích gì. Theo một số giả thiết, con tàu có thể thực hiện việc chuyển giao vũ khí cho một trong các nước đối tác của NATO. Đặc biệt, nhiều giả thuyết có thể hướng về Georgia và Ukraine vì trước đó đã có báo cáo về ý định của Washington trong việc hỗ trợ hai nước này bằng cách cung cấp một số vũ khí. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, tàu vận tải USNAS Zuma không thuộc lớp tàu chiến. Với những căng thẳng hiện có trong khu vực, các tàu chiến và máy bay của Nga sẽ theo dõi chặt chẽ chuyển động của bất cứ con tàu nào tiếp cận lãnh hải của Nga. Được biết, các cuộc tập trận quân sự CBRESE 2021 được tổ chức ở Biển Đen từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Các bên tham gia tập trận thực hiện những hoạt động tác chiến trên biển, trên bộ và trên không, bao gồm cả việc đổ bộ quân, tác chiến chống hạm và phòng không. Cuộc tập trận có sự tham gia của 5.000 quân nhân, 40 máy bay và 32 tàu từ 32 nước, trong đó Ukraine, Mỹ và các quốc gia thành viên NATO, theo Bộ Quốc phòng Nga. Các lực lượng và phương tiện của hạm đội Biển Đen sẽ thực hiện một loạt các biện pháp để kiểm soát hành động của các tàu chiến nước ngoài. Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng quy mô của cuộc tập trận làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Vì vậy, Moscow đang hối thúc Washington và các đồng minh từ bỏ cuộc tập trận. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, cuộc tập trận CBRESE 2021 của NATO ở Biển Đen là hành động khiêu khích khoe cơ bắp và có ngụ ý chống Nga. Theo bà Zakharova, Mỹ và các đồng minh đang biến Biển Đen thành khu vực đối đầu sức mạnh. USNAS Zuma thuộc lớp tàu vận tải cao tốc Spearhead. Đây là tàu không chiến đa năng được thiết kế để vận chuyển nhanh quân, hàng hóa và thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng M1 Abrams trang bị hậu cần cho các đơn vị và tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Sàn bay của tàu cho phép vận hành trực thăng CH-53 Air Super Stallion. Vũ khí của tàu gồm 4 súng máy hạng nặng M2. Đây là loại tàu hỗ trợ thuộc sở hữu của Hải quân Mỹ và được điều hành bởi Bộ Tư lệnh Vận tải, chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động vận chuyển cho tất cả các loại lực lượng nước này. Thủy thủ đoàn của các tàu như vậy thường bao gồm các nhân viên dân sự của Hải quân Mỹ. Lớp tàu Spearhead có thiết kế hai thân cực kỳ độc đáo, khiến cho độ giãn nước của nó chỉ là 1.515 tấn dù nó có kích thước khổng lồ. Tàu dài 103m, rộng 28,5m và mớn nước tối đa 3,83m. Khác với tàu chiến thông thường, cấu trúc tàu đổ bộ lớp Spearhead được thiết kế theo kiểu hai thân giúp tăng đáng kể về tốc độ. Tàu được trang bị 4 động cơ diesel MTU cho phép chúng chạy với tốc độ 70-80 km/h. Tổng thống Mỹ, Afghanistan sẽ tự quyết định tương lai. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bảo vệ mạnh mẽ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, cho rằng người dân Afghanistan phải tự quyết định tương lai của mình và ông sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài 20 năm này. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Biden cho biết quân đội Afghanistan có khả năng đẩy lùi phiến quân Taliban, đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng giới tình báo Mỹ đã dự báo sự sụp đổ của chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Kabul trong 6 tháng sau khi quân đội Mỹ về nước. Ông Biden đã đặt mục tiêu vào ngày 31 tháng 8 cho đợt rút quân cuối cùng, không bao gồm khoảng 650 binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ cho Đại sứ quán Mỹ ở Kabul và cho biết hàng nghìn thông dịch viên người Afghanistan sẽ được đưa đến nơi an toàn. Tổng thống Mỹ đã cẩn thận không tuyên bố chiến thắng, nói rằng không có nhiệm vụ nào hoàn thành. Chúng ta đã đạt được những mục tiêu đó. Đó là lý do tại sao chúng ta rời đi. Chúng ta không đến Afghanistan để xây dựng đất nước. Và đó là quyền và trách nhiệm của người dân Afghanistan để quyết định tương lai của họ và cách họ muốn điều hành đất nước của mình, ông Biden khẳng định. Theo một cuộc thăm dò của công ty Ipsos từ tháng 4, phần lớn người Mỹ ủng hộ quyết định rút quân khỏi Afghanistan của chính quyền Biden. Nhưng chỉ 28% người trưởng thành đồng ý rằng Mỹ đã hoàn thành các mục tiêu ở Afghanistan và 43% cho biết việc Mỹ rút quân sẽ giúp ích cho Al-Qaeda, đáp trả những người chỉ trích về quyết định của mình. Ông Biden đặt câu hỏi, các vị liệu có sẵn sàng mạo hiểm thêm sinh mạng của hàng nghìn người Mỹ không? Các vị sẽ để họ ở lại trong bao lâu? Ông Biden nói,
Tôi sẽ không cử một thế hệ người Mỹ khác tham chiến ở Afghanistan mà không có kỳ vọng hợp lý nào về việc đạt được một kết quả khác về giải pháp hòa bình tại Afghanistan. Tổng thống Biden cho rằng chính quyền tại Kabul nên tìm kiếm một thỏa thuận với Taliban, tuy nhiên thừa nhận khả năng có một chính phủ thống nhất ở Afghanistan kiểm soát toàn bộ đất nước là rất khó xảy ra. Cuối tuần trước, Mỹ đã bàn giao lại căn cứ không quân Bagram, nơi đóng quân lâu năm cho các hoạt động quân sự tại Afghanistan. Các quan chức an ninh Afghanistan cho biết, các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát một huyện ở miền Tây Afghanistan, nơi có đường biên giới chính với Iran. Nhóm phiến quân này đang tiếp tục các cuộc tiến công quân sự nhanh chóng trên khắp đất nước. Trong tuần trước, Taliban đã tràn qua các khu vực giáp danh với 5 quốc gia bao gồm Iran, Tajikistan, Turkmenistan, Trung Quốc và Pakistan. Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan tướng Austin Miller cảnh báo rằng quốc gia Trung Á này có thể rơi vào một cuộc nội chiến. Nhưng ông Biden cho biết quân đội Afghanistan đông hơn nhiều so với Taliban, từ 300.000 đến 75.000 binh sĩ, và có khả năng kháng cự các đợt tấn công của Taliban. Thế nhưng cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng quân đội Afghanistan có sức chiến đấu yếu kém và triển vọng tồn tại của chính phủ Kabul trong ngắn hạn là không khả quan. Cường kích Su-24 Nga bị tố phá đám họp báo của Thủ tướng Tây Ban Nha. Cuộc họp báo của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở căn cứ không quân NATO trên lãnh thổ Litva bị gián đoạn khi hai cường kích Su-24 của Nga xuất hiện gần đó. Channel News Asia cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Tổng thống Litva Gitanas Nausėda ngày 8 tháng 9 tổ chức họp báo chung tại căn cứ không quân Siuliai cách không xa bờ biển Baltic, nơi NATO triển khai nhiều máy bay chiến đấu và các khí tài hạng nặng khác. Tuy nhiên, hai lãnh đạo đang trả lời các câu hỏi. Báo động vang lên vì hai cường kích Su-24 Nga bay ở vùng biển quốc tế trên biển Baltic, khiến cuộc họp báo bị tạm hoãn. Các nguồn tin nói rằng hai chiến đấu cơ Tây Ban Nha được lệnh xuất kích để kiểm tra. Ông Sanchez sau đó quả quyết rằng sự kiện đã chứng minh sự đúng đắn của lực lượng Tây Ban Nha khi hiện diện ở Litva. Theo AFP dẫn lời quan chức quốc phòng Litva, các cường kích Nga đã cất cánh từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, tiếp giáp Ba Lan và Litva, nhưng không bật thiết bị phát tín hiệu. Phía Litva cũng nói rằng phi công Nga đã không duy trì liên lạc vô tuyến với trung tâm kiểm soát hàng không ở khu vực. Nga cùng ngày xác nhận hai máy bay chiến đấu Su-24 của hạm đội Baltic đã thực hiện chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch trên không phận quốc tế ở biển Baltic. Phía Nga khẳng định các phi công tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận và không vi phạm biên giới nước khác. NATO hiện diện ở Baltic từ năm 2004 khi Estonia, Latvia và Litva gia nhập liên minh phòng thủ này, rồi sau đó liên tiếp tăng cường lực lượng tới đây, kéo theo sự phản đối của Moscow. Hai người Mỹ bị bắt vì liên quan vụ ám sát Tổng thống Haiti. Hai nam giới được cho là người Mỹ gốc Haiti đã bị bắt do có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, một quan chức cấp cao Haiti cho biết. Matthias Pierre, bộ trưởng phụ trách bầu cử của Haiti nói với hãng tin AP. Một trong hai đối tượng được nhận diện là James Solis. Khi được hỏi nghi phạm có phải là công dân Mỹ không, ông này cho biết, đến giờ, đó là thông tin chúng tôi có. Quan chức này không cung cấp thêm thông tin gì về Solis, cũng như không nêu tên nghi phạm thứ hai là người Mỹ gốc Haiti. Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, có nắm được thông tin trên song không xác nhận cũng như không bình luận. Trước đó, Solis mô tả bản thân là một nhân viên ngoại giao được chứng nhận, một người ủng hộ trẻ em và chính trị gia mới. Các thông tin này được Solis đăng trên trang web do anh ta thành lập năm 2019 tại Nam Florida để hỗ trợ người dân. Trong phần tiểu sử, Solis cho hay từng làm vệ sĩ tại Đại sứ quán Canada ở Haiti. Tuy nhiên, hiện Đại sứ quán Canada chưa bình luận gì về thông tin này. Các nhân chứng cho biết, hai nghi phạm bị đám đông phát hiện hôm qua, mùng 8 tháng 7, khi đang trốn trong bụi rậm ở Port-au-Prince. Bảy nghi phạm có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Haiti đã chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát. Người đứng đầu cơ quan cảnh sát Haiti Leon Saclet cho biết, cũng trong ngày hôm qua, Ca Henry, một thẩm phán liên quan tới cuộc điều tra về vụ ám sát Tổng thống Moïse cho biết, nhà lãnh đạo này bị bắn hàng chục phát đạn, phòng làm việc và phòng ngủ của ông bị cướp phá. Tình báo Hàn Quốc, ông Kim Jong-un sụt 10 đến 20kg. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, NIS, ước tính nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây sụt cân từ 10 đến 20kg. Theo hãng tin Bloomberg, thông tin trên do nghị sĩ Kim Byung-ki cung cấp cho phóng viên ngày 8 tháng 7. Lấy từ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, NIS, mặc dù bị giảm 10 đến 20kg nhưng ông Kim Jong-un không gặp vấn đề lớn về sức khỏe nên không ảnh hưởng tới việc lãnh đạo đất nước. Nghị sĩ Kim Byung-ki cho biết,
ông Kim Jong-un vẫn tổ chức các cuộc họp kéo dài nhiều giờ cũng như đi đứng bình thường. Hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên hầu như không xuất hiện trước công chúng. Khi ông Kim Jong-un chủ trì một cuộc họp của chính phủ trong đoạn video đăng tải vào tháng 6, người ta thấy ông gầy đi nhiều. Thời điểm ông Kim Jong-un xuất hiện trở lại trên các phương tiện truyền thông nhà nước tháng 6 rồi. Các nhà phân tích tại NK News, trang web đặt trụ sở tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc chuyên theo dõi Triều Tiên, lưu ý đồng hồ của ông dường như được thắt chặt hơn trước đây và cổ tay của ông có vẻ gầy hơn. Truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó chia sẻ câu chuyện của một người dân Triều Tiên, nói rằng họ rơi nước mắt vì nhà lãnh đạo trông gầy đi. Tháng 11 năm ngoái, tình báo Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un có cân nặng khoảng 140 kg. Trong khi đó, nghị sĩ Hàn Quốc Ha Tae-kyung cho hay không có bằng chứng ông Kim Jong-un đã tiêm vaccine COVID-19. Người này còn tiết lộ tổng giao dịch thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc bị giảm 81% trong 5 tháng đầu năm 2021 so với một năm trước. Hồi tháng 6, ông Kim Jong-un cảnh báo tình hình lương thực ở Triều Tiên đang trở nên căng thẳng. Sự thiếu hụt thực phẩm đến từ nhiều nguyên nhân, bao gồm những cơn bão làm mùa màng thất bát hồi năm ngoái và Triều Tiên đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19. Tuần trước, Triều Tiên công bố một loạt thay đổi lãnh đạo, được đánh giá là đợt cải tổ quan trọng nhất trong nhiều năm qua. Theo Reuters, truyền thông nhà nước Triều Tiên không đưa tin chi tiết về việc thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng những người bị thay thế phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng COVID-19, gây ra vấn đề kinh tế và thiếu hụt lương thực.